Cô chú ở trường đây là chị còn biết cả thấy xe vô rồi cũng thấy xe chạy ra cũng nhìn nhìn vui luôn. Thấy vô báo chạy ra bầm rồi thì ngó vẫn thấy cái chạy ra ngoài chạy từ bên kia rồi đúng rồi đi bay nhận tin nhiều lắm anh em có nhiều lắm ừ. 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 Là trong cái chợ ừ. Ừ. À, bây giờ dọn bớt nha chú ơi. Dưới kia là trên ruộng đó. Dạ 5 giờ là đó hộp tư nó đem về nó cho chú mới mỗi lần mà con đốt vô mấy ngày tàu giặt vô rồi sau này năm học quà tư vô không có bây giờ cặp đẹp vừa của chú anh đó chưa bây giờ dần dần nó hình dung ra được đó hầu như nó đẻ có kinh tế được cái đẹp đẹp chứ đúng không? Đến đây mình cắm ở trên cái những cái chậu hoa để hoa dạy thọ ở bên trong cô lên cắm không cô đi xem ba ha chị Hồng Loan từ Nga đó các bạn.
cho nên họ có hạnh phúc rồi mà chứng kiến mình cũng đẹp. Rồi chưa nói làm tổ bộ anh ai cái chùm đó, cái chậu đó, cái chậu ừ, còn nữa, con đen ngoài. Hai đâu con? Thank you.